Just Pro trong khuôn khổ giải đấu Summit mùa thứ 5, mùa thứ 6, xin lỗi các bạn. Ở đây thì chúng ta đang được trông thấy đó là Team Berserk, Venomancer dành cho Wings Gaming. Còn bên phía Team Virtus Pro đó là IO và Bad Rider. Đang đánh giá những cái lượt pick này thì bên phía Team Virtus Pro họ vẫn chơi một cái bài bản khá là quen thuộc với một con offlane có khả năng mở combat, initiator rất là tốt. Bên cạnh đó là một con support có khả năng bảo kê và hỗ trợ cho các lane. Trong cái combat to thì IO và Bad Rider sẽ đóng góp được khá nhiều. Còn bên phía Team Wings Gaming đó là Venom. Venom này chưa biết là đánh carry hay đánh support đây. Thường xuyên với cái thói quen của người Trung Quốc thì họ hay sử dụng Venom ở vị trí đó là carry nhiều hơn là đánh ở vị trí support. Có thể sẽ là carry, nó là core thì chính xác hơn. Có thể đánh ở một trong ba vị trí core. Timber này có thể được đẩy ra mid hoặc là đánh solo mid. Xin lỗi bạn, được đẩy ra mid hoặc là được đẩy ra offlane, solo offlane. Đang ban Nidra Ranger, Shadow Demon, Ursa và Jack. Còn bên phía team VP thì đó là Oracle, Orc Magi, Alchemist và Sven. Còn Nick Assassin là sự lựa chọn của Wings Gaming. Và Nick Assassin với khả năng tàng hình của Scout Map, có Disable như là Burst Dam khá lớn ở giai đoạn late game và những hero Intel. Một cái sự lựa chọn là counter Bad Rider khá là mạnh với cái gai của mình. Thường thường thì con Bad Rider trước khi blink vào để có thể mở combat thì nó hay bật lửa. Và mỗi khi bật lửa lên như thế, blink vào rất nhiều khi là ăn một cái stun phản ngược lại tới từ giáp của Nick Assassin. Và như vậy là không lasso được, hoặc là đang lasso thì Nick Assassin blink thẳng vào và bật giáp gai lên khiến cho Bad Rider bị khựng lại. Và nếu như trường hợp đó xảy ra thì rất nhiều khả năng là offlane của bên phía team VP sẽ bị úp cho đến chết bằng Lifestealer dành cho VP để sở hữu một cái combo rất là mạnh, đó là Lifestealer Bad Rider. Chứ một người Bad Rider đi gank thì sẽ tạo ra được cái khoảng trống khá lớn. Solo mid của bên phía team VP nhiều khả năng sẽ là một hero farm rất nhiều hoặc là một con offlane farm cũng tương đối là mạnh mẽ. Thực sự thì tiếng in game có vẻ như đang hơi to. Có lẽ tầm này là vừa đủ. Ramsey thì chơi rất nhiều hero thương hiệu, không hẳn là Lifestealer. Anh này thì là một cái player mà tôi đánh giá là khá toàn diện ở vị trí carry. Anh ta có thể chơi những carry đánh nhau, cũng có thể chơi carry farm. Có Spike của Ramsey thì cũng đã là từng củ hành rất là nhiều team lớn rồi. Jack của Ramsey cũng rất là mạnh. Lifestealer thì cũng không phải là ngoại lệ. Và Wings Gaming thì họ vẫn đang tính toán đến cái sự lựa chọn thứ tư. Họ đã có cho mình ít nhất là hai con hero, hoặc nếu như Venom và Nick Assassin đánh support thì tôi không đánh giá cao. Khi mà cặp đôi này rất cần level, khả năng cao là một trong hai con này sẽ đánh cỏ. Hoặc thậm chí đây đã là ba cỏ, Wings Gaming họ sẽ không chơi sát thương vật lý trong game đấu này. Họ sẽ lựa chọn đó là những hero support có khả năng snowball thì kết hợp với cùng với đội hình kiểu dạng như này. Thực ra để đánh với một cái lineup mà có Venom, Nick Assassin và Team Berserk sở hữu một cái lượng sát thương phép rất là lớn thì họ có thể lựa chọn những con support có disable, và Tusk là sự lựa chọn của bên phía Team Wings Gaming. Tuska với khả năng lăn bóng, cầu tuyết, giảm tốc độ tấn công cũng như là lấy cho mình tầm nhìn để phát hiện ra Bad Rider khá là tốt. Chưa kể đó là tường băng, nếu mà sử dụng khéo combo cùng với Venom và Timber thì nó là tuyệt vời, giữ chân đối phương lại để cho Wings Gaming burst down. Vâng, Disruptor là sự lựa chọn Virtus Pro khi nhìn thấy đối phương có quá nhiều skill. Với Disruptor như này thì họ sẽ cố gắng làm sao để tối ưu hóa cái Static Storm và cái Next Field, nhốt được càng nhiều hero càng tốt trong bão từ trường, khiến cho chúng bị câm lặng và không thể nào sử dụng kỹ năng được. Cái Glimpse trong trận đấu này cũng là một cái phương án rất hay để có thể counter Team Berserk, counter Tuska, những pha lăn bóng, những pha đu xích. Ban đi SF, cái lineup như thế này mà lại ban SF à? Có lẽ họ nghĩ rằng để cho con SF đi mid, control mid khỏe quá và mid player ở bên mình thì không thể nào ngóc đầu lên được. Quyết định là ban đi con SF, thôi thì cũng là dễ hiểu. Còn VP bây giờ thì có lẽ họ khá là khó nghĩ đây khi mà đối phương thì có những cái pick khá là hành não. Và con Venom này chưa hẳn biết là đi rừng hay không. Đi rừng thì farm cũng rất là nhanh, tối ưu hóa được lượng network.
Nhưng cái vấn đề nó xảy ra ở đây đó là nếu như Venom đi rừng thì một con solo sắp Tuska nó sẽ rất là mệt mỏi trong giai đoạn là bảo kê cho cả ba lên. Cần cái kỹ năng cá nhân cao tới từ các thành viên còn lại để có thể trụ vững tại lane của mình. VP không phải là một cái lab đơn giản đâu khi họ có một cái support là IO và Disruptor. Fast Smoke ở giai đoạn đó là level 3, level 1, level 2 thôi là câu chuyện nó cũng khác lắm cơ. Nhất là đánh một cái lane và đánh công, sau đó thì bất ngờ sự di chuyển lên tới từ một support để hợp thành một cái trip lane nữa thì Bad Rider rất dễ lẩu xem lane của đối phương với những cái stack dầu và lửa. Bây giờ thì có lẽ là Virtus Pro họ nên ban đi một con solo mid theo cá nhân tôi đánh giá, hoặc họ nên ban được con carry. Hơi khó nghĩ một chút, nhưng mà Wings thì nhiều khả năng họ đã chơi theo kiểu như này rồi, họ sẽ tiếp tục chơi thêm một hero burst đam phép nữa để hoàn thành full light up luôn. Mirana có thể là một sự lựa chọn ở trong game này dành cho Wings Gaming, và Virtus Pro hoàn toàn thể cấm, có thể loại bỏ. Ông ban được Weaver. Vâng, họ nghĩ là Wings Gaming sẽ chừa cái slot cuối cùng lại cho một hero khả năng điều đam vật lý để phòng trừ trường hợp là game đấu bị kéo quá dài. Khi đó thì sát thương phép không còn trở nên quá đáng sợ với những cái BKB nữa. Thì đây cũng là một cái sự lựa chọn tới từ bên phía team VP. Bad đi mid, thực ra thì bad đi mid trong game này để làm gì đó mới là câu trả lời. Bởi vì nếu như bad đi mid rất có thể anh ta sẽ phải đối đầu với Venom. Đó là trong trường hợp mà Venom được sử dụng ở vị trí solo mid nhá. Chứ Bad Rider đi với con Venom ấy, cửa thì nó cũng chỉ là ngang cơ thôi. Và con Bad không phải là một hero farm quá mạnh, trong khi mà lineup của VP đã sở hữu ra Disruptor, Lifestealer, IO, chắc chắn sẽ là một lineup mà 4 đánh xung quanh một. Không thể nào để con Bad Rider này là cái mục tiêu được xung quanh được. Và chắc chắn solo mid của họ sẽ phải farm rất nhiều Invoker dành cho VP. Người chơi Invoker chính là No One. Và Wings Gaming bây giờ thì họ cũng sẽ có một sự lựa chọn mà tôi đang rất bỏ ngỏ cái lượt này, khi mà họ pick một cái lineup kiểu rất là khó đoán. Thực sự thì đây là một trong những cái team mà tôi ghét nhất khi phải cast. Bởi vì sao? Bởi vì tôi không biết được họ sẽ làm gì tiếp theo, đem lại đến rất là nhiều bất ngờ cho khán giả. Nhưng mà caster thì suy nghĩ rất là mệt óc, thật sự là như thế. Để đoán xem là hành động tiếp theo của họ là gì. Vâng, Naga dành cho Wings Gaming. Lại là một đội hình 4 xung quanh một nữa, và hai bên sẽ chịu đều đánh với một co farm chủ lực, đó là solo mid. Có thể là solo mid hoặc carry tôi chưa biết nha, nhưng mà sẽ bên phía team Wings sẽ là Naga, còn bên phía của VP sẽ là No One. Sẽ là hai co farm chủ lực và được dồn toàn bộ không gian cũng như là tài nguyên. Vâng, chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu này sớm thôi. Khiêu Đao là người cầm Timbersaw đi mid. Vâng, anh ấy đọc Khiêu Đao thì nó không hay cho lắm. Vâng, tôi vẫn quen cái kiểu đọc ngày xưa của tôi là Tiêu Dao, vâng, hoặc là Bling gì đấy. Nghe nó rất là văn vẻ. Còn bên phía team VP thì đó là Liu, Camayo, Pasha chơi Bad Rider, Ramsey, Lifestealer, Solo chơi Disruptor và No One chơi Invoker. Vâng, sẽ để cam của ông nào được. WePass là một người mà tôi khá là tin tưởng. Vâng, Smoke tới từ solo và có Ward, anh ta đang di chuyển rồi. Tôi cứ nói lưu hero pool rộng thì đây là một cái điều mà đã được khẳng định quá từ rất lâu rồi. Thật ra trong competitive thì nếu như các bạn để ý thì thực ra player nào thì hero pool nó cũng rất là rộng. Quan trọng nhất vẫn là như nào, vẫn là team đó có dám sử dụng cái chiến thuật đấy hay không. Hero pool của một player không quyết định xem anh ta chơi cái gì trong một game đấu, mà đó là cái việc bên phía captain họ nghĩ gì. Cá nhân tôi đánh giá một player chuyên nghiệp bất kể chơi vị trí nào, ít nhất anh ta cũng phải chơi được tầm từ 20 con đổ lên, 20 con đổ lại. Như vậy là Shadow cầm Naga, rất giống là Naga đi mid rồi. Như vậy có Swap Ro bên phía team Wings. Phết biển chơi Venom offlane. Timbersaw sẽ được đánh safe lane trong tay của Tiêu Dao, hay còn gọi là Blaine.
Nick Assassin cùng với Tuska là bộ đôi support. Đây là một cái bộ đôi support sở hữu disable để giúp cho ba con hero còn lại có thể tăng cái khả năng gây sát thương của mình lên. Hoặc cũng có thể sẽ làm con team Sorry offlane và để cho Venom đi xếp lên. Vâng, ở đây Fabian đang bị dí vào, có stun đôi tới từ Maxine, dầu được tẩm ra. Fabian đang bị bắn vào, có tốc chạy tới từ IO, tiếp tục là giải dầu và bắn 4 chấm dầu rồi. Vâng, mid hit này là hơi đen, từ nay Pasha vẫn nối dây lên, 5 chấm dầu rồi. Thêm một hit được bắn rất đau khi được cộng sát thương 6 chấm dầu rồi. Tiếp tục đuổi vào, Sunshine tới No One và đó là một pha thái dương hạ sàn của Invoker kết thúc mạng Fabian. Rất nhanh, rất hiệu quả và first blood thuộc về VP. Maxine ở đây nếu láo là tiếp tục ăn dầu. Không thì giải thích về hero pool, ý tôi cũng là những cái player chuyên nghiệp thì gần như là con những cái ở cái role của họ mà họ luyện tập ấy thì gần như là họ có thể chơi được ít nhất là 20 vị tướng đổ lên. Như thế là cũng có thể coi là rộng rồi. Quan trọng nhất là cái team đấy họ có chơi được những cái chiến thuật mà nó phù hợp với con hero đấy hay không thôi. Cá nhân tôi nghĩ là như vậy. Đánh giá về vị trí support số 4 của Liu thì tôi đánh giá đây là một trong những player mà đánh support số 4 hay nhất thế giới rồi. Trong khoảng thời gian gần đây thì có lẽ để so sánh về những support số 4 thì tôi nghĩ Liu cũng xứng đáng được gọi là số 1. Zai của team Evil Genius thì thực ra mà nói anh ta đánh thì có cái tính đột biến cao, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là một cái vấn đề, đó là anh ta không có được cho mình một cái sở trường thực sự nào hết. Có thể sẽ là những cái pha mở combat rất là bất ngờ, những cái pha di chuyển cực kỳ thông minh. Tuy nhiên thì nếu xét về cái độ quái trong cái lối chơi của Liu và Zai thì tôi vẫn đánh giá Liu cao hơn. Zai phần nào đó anh ta chơi vẫn an toàn hơn một chút. Và không thực sự... Nó là cái cảm giác của mỗi người khi xem thôi. Và ở đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với game đấu thôi. Thằng Naga thì ta vừa một cái pha bơi vào trụ và harass Invoker khá là đau, tuy nhiên thì trụ đã harass lại rồi. Dưới này là một cái công lên bên phía team Wings với Isai và Blink. Liên tục có những tình huống harass vào người của Lifestealer. Vâng, bật lửa lên rồi. Có chọc stun vào đầu của thanh niên Pasha nhưng ta không quá quan tâm. Vẫn là dầu vào lửa, bị slow khá nhiều. Tuy nhiên thì Nai Pasha anh ta vẫn đốt cực kỳ đau. Đủ đá máy không? Vâng, thiếu một hit. Liu bơi vào rồi, Liu bơi quá trơn. Anh ta muốn lấy mạng Maxine, một pha tính toán để đổi mạng của hai support số 4, lấy lợi thế cho Lenov. Tuy nhiên thì VP họ đã fail trong pha vừa rồi. Vâng, và với cái việc mà vừa di chuyển quá trớn như vậy thì Nai Pasha anh ta quyết định là tự sát luôn, về nhà cho nhanh, đỡ những tình huống di chuyển ngáo. Nhưng mà từ từ, Fabian đi vào rồi, đó là mạng dành cho Fabian. The fuck, một con creep của bên phía team Wings đi vào bãi rừng và như vậy Bad Rider không tự sát thành công. The hell, một tình huống rất củ khoai và VP họ bất ngờ mất 2 kill cho bên phía team Wings một cách không thể ngớ ngẩn hơn. Vâng, pha đó thì có lẽ là cũng chỉ biết đập bàn phím tới từ Bad Rider thôi, tôi cũng không biết làm cách nào nữa. Vâng, Ramsey ở đây thì bơi hơi quá trớn, bị harass rất là đau. Fabian tưởng không ngon mà cuối cùng lại là ngon không tưởng, và anh ta mất first blood nhưng anh ta lại đang lấy lại được cho mình rất là nhiều thứ. Vâng, bắn ngay một cái chiêu người ta gọi là bách độc xuyên tâm ra và tiếp tục là dí vào. Vâng, nhưng ở đây thì Pasha cùng với Liu Burst Down, vâng, đó là quá nhiều sát thương. Và Nai Pasha, anh ta sở hữu thêm một kill nữa cho mình. Vâng, hai đều phút thứ tư và một tình huống Toscan phi tường băng của mình ra và lấy cho mình đó là bao tiêu rôn. Vâng, cứa rất đau của Blink và Ramsey thì anh ta cũng nhận ra được cái điều này và không dám bơi lên quá sát người creep nữa. Vâng, No One thì có lẽ là một cái lên mid khá là ổn để deny tới 16 creep rồi, hơn cả cái lượng Naga last hit. Vâng, bằng một cách nào đó thì Invoker anh ta lại đang có được một cái lên mid quá là kinh khủng. Vâng, Naga mới chỉ farm được 17 creep thôi, và nên nhớ đây là một hero cần farm càng nhiều càng tốt ở giai đoạn early.
Tuska di chuyển vào, vẫn một tình huống ném băng, tên là ai sai nhưng mà dùng tường băng thế này thì không ổn cho lắm. Vâng, cào vào tới Ramsey để có thể regen, nhưng mà burst down thế thì Mercer ngay lập tức là luống cuống sử dụng Glimpse luôn. Solo anh ta không muốn cho đối phương gì quá sát vào người mình. Vâng, ở mid thì Invoker vẫn đang kiểm soát control cái lane này, thực sự là như một vị thần. Vâng, pháp sư đường giữa bên phía team VP mang thương hiệu No One. Thi đấu cực kỳ lạnh lùng, 17 creep deny rồi, last hit 30. Vâng, sở hữu đó là giày Ring Basilus, một cái Globe of Haste, một cái găng tay, sắp sửa đóng lên cho mình một cái Hand of Midas. Vâng, Naga thì sẽ lên Aquila thôi. Có lẽ cũng không có gì nhiều để nói về cái lối cộng skill cũng như là cái lối build item của con Naga này. Nó rất là cơ bản. Những cái trang bị như là Ring Aquila này, một cái giày mana chẳng hạn, sau đó sẽ là tách sau đó sẽ Radiant, tách giày mana ra lên giày bay. Lối chơi nó rất là quen thuộc, nhưng mà đi mid lên bottle rất có thể sẽ chỉ là giày ghẻ. Antalon thì là một cái item mà nó gọi là optional. À, lên thì cũng được, mà không lên thì cũng không sao. Liều ở đây di chuyển ra Unroll, nhưng mà Maxine thì đứng giơ cái càng của mình lên dọa dẫm rồi. Ngớ ngẩn nó chọc cho thủng bóng bây giờ. Thằng Bounty Rune dành cho Naga. Thằng Ramsey ở đây thì vẫn tiếp tục là dâng khá cao với giày Face cùng với Blindstone của mình có level 6. Thực ra thì trong một cái kèo như này thì chúng ta tập trung quá nhiều vào lên mid thì cũng không để làm gì. Tôi không hiểu sao, nhưng mà từ từ đã có tình huống lăn vào thì Tuska tường băng ra rồi. Invoker anh ta cũng đặt tường băng, nối dây vào của IO, nhưng mà di chuyển đi đâu cắn cần lên. Regen là rất lớn, và bên phía team Wings họ đã phí một cái pha lao vào, họ không thể bắt được đối phương chỉ với một cái TP ra tới từ IO. Nypasha ở đây thì liên tục bị làm chậm vào tới từ độc của bang chủ phái ngũ độc Venomancer. Một cái lối chơi Venom mà rất dị khi không có bất kỳ điểm nào vào cọc. Ở đây thì Blink đang bị dí vào, Sunshine là chính xác, tiếp tục cào và burst down. Glimpse ngược trở lại và với chỉ 3 điểm reactive armor, liệu anh ta có sống sót hay không? Bắn vào là không thấm luôn. Đó là backup tới từ Nick Assassin và không thể giết được Blink trong pha vừa rồi. Rất phí. Vâng, trên này thì có lasso vào đầu của Phép Biến đã bị đốt vào. Nhưng Nypasha cũng phải nằm xuống, đó là mạng đổi mạng. Nhưng Bad Rider có cho mình lợi thế khi anh ta là người chết sau. Vâng, Tuska của Isai lao ra và có một tình huống Carlos Tevez rất là nhanh. Vâng, Tuska thì anh ta sắp sửa có level 6 rồi, cộng khá nhiều điểm vào tường băng. Không, xin lỗi các bạn, cộng khá nhiều điểm vào cầu băng. Rồi di chuyển ra Ramsey và anh ta không lấy được rune DD, người lấy được rune DD là Shadow. Pha vừa rồi là một cái pha lao ra càn cũng không làm gì được hơn. Tay của Naga vẫn nhanh. Vâng, có người so sánh chính chơi Invoker của Dandy và No One thì cái này thì tôi cũng không muốn gây gua đâu, nhưng mà xét trên phương diện thì hiện tại phong độ của No One đang đạt mức cao hơn. Có thể nhìn thấy lượng network của anh ta đang đứng đầu bản đồ với những tình huống Sunshine cũng khá là tính toán. Nó quan trọng nhất là cái khả năng control lên mid của anh ta đã đạt đến mức gọi là lô hỏa thần thanh rồi. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây đó là 56 creep và deny tới 24, một cái Hand of Midas ở phút thứ 8 rưỡi. Xin lỗi các bạn, ở phút thứ 8 khi mà Hand of Midas cũng đã quay một thời gian, còn tính thời gian gà mang ra khi là còn trước phút thứ 8. Vâng, farm thế này thì thực sự là hơi căng. Vâng, Nypasha, anh ta bom xăng ngược lại phết biển, vẫn muốn chơi vào phết biển rồi, đá biển. Vâng, gây một lượng sát thương rất lớn, nhưng có sự support của Nick Assassin và cả Isai nữa. Burst down vào lưu trước, nhưng mà lưu khá cứng với overcharge của mình. Như nào bây giờ thì chơi ngược lại, nó Sunshine trượt tới thì No One. Một pha Sunshine để cản bước tiến của phết biển. Và ở đây thì Maxine, anh ta cô lập được IO vào trong một cái góc tối thôi. Pha này là chọc vỡ bi rồi, mạng dành cho Nick Assassin. Rồi thì đó là một tình huống Maxine, anh ta lấy được mạng của IO khá là đơn giản, dễ hiểu thôi. Vâng, dây máu dành cho bang chủ bang ngũ độc. Vâng, giáo chủ ngũ độc giáo, xin lỗi các bạn, chính xác hơn. Thực sự thì một cái trận đấu như này thì chúng ta đã được nhìn thấy rất đẫm máu. Vâng, 4 đều rồi,
IO có mạng những tình huống đá bi đầy mồm Timbersaw luôn. Đó là cái Sunstrike được đặt ra bởi Invoker. Venom lên ring Aquila với giày máu không cộng bất kỳ điểm nào và cộng rất nhiều điểm vào Bách Độc Xuyên Tâm. Vẫn tiếp tục dồn đam vào Naipasa. Naipasa TP được về rồi, anh ta sẽ không chết. Ở đây thì Shadow anh ta đang liên tục fill bottle của mình với những cái bounty rune rất là ngon nghè. Con Naga đi mid thì thực ra thì rune bounty là một cái rune mà tôi nghĩ là ngon nhất, là sau đó lên rune Illu. Ở đây thì dồn đam vào Isai, cái lượng sát thương đam vào rất lớn của Lifestealer, nhưng trụ đang bắn anh ta có slow tới cầu băng và glimpse lại của solo liệu có là đủ hay không. Lăn thẳng vào rồi, tiếp tục là chơi luôn như nào bằng Isai. Anh ta có thể sẽ phải nằm xuống trong pha này, vẫn còn đá bi của IO. Tốc độ di chuyển đang bị làm chậm khá nhiều, tương băng là rất ai. Ramsey bỏ mạng rồi, phết biển TP xuống có cái nick assassin vẫn một chọc tên là vỡ bi rồi. Sử dụng ngay đó là một tình huống tàng hình và di chuyển ra mid khi nhận thấy rằng đối phương đang có ý định ăn vào Blink. Thôi xong rồi, bên phía team VP có một cái pha mà kéo cả họ đi vào trụ đối phương, không ổn cho lắm. Vâng, Nick Assassin đứng ngay sau Invoker rồi, một chọc một đít vẫn stun lên, burn mana đâu, không có burn mana, nhưng burst damage tới từ Blink là quá đủ để kết thúc mạng của Invoker. Lửa lên tới Bad Rider như tôi đã bảo mà, ngay lập tức là một cái pha sử dụng giáp gai ra, tuy nhiên vẫn lasso đi được một đoạn, có nối dây vào IO, vẫn là đá bi và dồn sát thương phép thì làm sao Reactive Armor có hiệu quả đây. Đó là mạng dành cho Bad Rider, cực kỳ đậm máu trong game đấu này, 1-1. Vâng, ở đây thì Shadow anh ta vẫn đang có cho mình đó là một cái lượng last hit khá ổn và cái lượng farm tương đối ok ở thời điểm phút thứ 12. Còn 2.000 tiền một cái giày Antalan và Ring Aquila, thêm đó là một cái bottle lên từ đầu nữa rồi. Rồi ở đây thì bắt vào người của Fabian. Fabian đứng trong góc này thì dính Sunshine mà chết thôi. Thái Dương hạ sàn nhưng mà mạng lại dành cho Lifestealer. Vâng, một cái pha mà solo chơi quá hay với Disruptor, nhưng đối phương vẫn đang còn rất khỏe. IO anh ta đã phải nằm xuống rồi, lăn bóng một solo. Solo di chuyển như này là không ổn, một đấm lên và vỡ mồm solo. Tiếp tục là dồn down vào Maxine. Vâng, Lifestealer có form break, cả Amlet nữa, ai sai cũng sẽ phải chết thôi. Ramsey sẽ có cho mình đó là triple kill, đó là ultra kill với một tình huống xử lý bằng Fizz của mình rất là hay. Vâng, xin lỗi các bạn, bằng Infest của mình rất là hay. Và anh ta sở hữu tới 1.400 tiền trong vào vừa rồi. Một tình huống chơi rất hay tới bên phía team VP. Và Wings Gaming họ mất kèo 10 kill vào tay của VP với một cái pha chết 4 mạng. Vâng, xin chúc mừng những bạn đã đặt niềm tin vào những chú gấu Nga và con rồng Trung Quốc thì vừa gãy cánh rồi. Vâng, các bạn đã đặt niềm tin vào những người anh em láng giềng của chúng ta thì có lẽ sẽ rất thất vọng sau pha vừa rồi. Một tình huống mà cảm thấy đã khá là sôi động rồi, nhưng mà cuối cùng thì vẫn là những chú gấu của chúng ta, vâng, tát vỡ mồm rồng. Vâng, Naga tất nhiên là anh ta sẽ không quan tâm đến những tình huống đánh nhau. 3.000 tiền ở thời điểm phút thứ 13 dành cho anh. Vâng, ở đây thì Bad Rider lao vào rồi với một cái trống cũng với giày máu tốc độ rất là cao và anh ta lấy được mạng của Tuss. Tiếp tục dồn đam phép biển như nào, và cao rất đau. Làm gì đang có tốc độ xuất chiêu là quá kinh khủng với Amlet và nối giày của IO kết hợp cùng Overcharge. Ở đây solo bị bớ vào nhưng anh ta đang câu được rất nhiều thời gian. Vâng, stun trượt của Maxine và solo đang di chuyển, nhưng có lẽ anh ta vẫn sẽ chết thôi khi đây là một cái con đường không có đường về. Từ từ đã, có sự di chuyển ra tới Ramsey, sử dụng ngay đó Static Storm được bung lên, cào rất đau với câu snap và Timbersaw đã phải nằm xuống, giữ chân được cả Nick Assassin, stun vào người của Lifestealer. Nhưng liệu anh ta có sống được hay không? Invoker bắn khá đau, solo bơi lên lấy sai, có giáp gai tới từ Maxine, nhưng Lifestealer vẫn đang bò lên. Sunshine là trượt rồi, liệu slow được hay không? Có slow được rồi, vâng, Maxine sẽ phải nằm xuống thôi. Chọc stun làm cái gì đâu khi mà có form rake tới từ Ramsey. Vâng, VP họ lấy liên tiếp là những cái mạng của Wings, và bốn mạng của bên phía Wings lại một lần nữa bỏ lại. Vâng, không biết làm gì hơn. VP họ đang tiếp tục gây sức ép được lên. Naga bây giờ thì có vẻ như anh ta vẫn cần cho mình một cái Radiance. Vâng, một cái pha khởi nguồn từ tình huống mà hai thành viên của Wings bắt solo thì không thành. Vâng, thực sự thì Wings Gaming họ đang vấp phải một cái vấn đề, đó là con Bad Rider ở bên phía team VP cùng với cả con IO đang chơi khá hay.
cả solo nữa. Bằng một cái bài đây, đó là bài Bo BC của bên phía team Wings. Đây là một cái trò ở trong StarCraft thì người ta gọi là Bo BC, thủ lỗ cốt, không cho đối phương push. Với 3 điểm cọc nghe thì cũng hoàn toàn thoải mái thôi. Vâng thì từ trước tới giờ thì VP tôi vẫn đánh giá là một cái team nằm ở khoảng độ tier 1.5 đến tier 1. Bây giờ thì tier 1 chính xác rồi. Vâng, stun chính xác, burst damage của Nick Assassin. Nhưng mà Pasha thì là một cái con hero Intel khá là cứng với việc anh ta lên chống rất sớm. Vâng, đã lên chống con mua Winlay, một cái thanh niên mà một đua tốc độ. Batman thì sở hữu những con xe rất là kinh khủng. Và có lẽ là Night Pasha anh ta sẽ học tập cái phiên bản của mình ở trong thế giới Marvel thôi. À, xin lỗi các bạn, ở trong thế giới của DC thôi. Thật ra game này mà drag game thì tôi đánh giá bên phía team Wings họ có một con Naga gây khó chịu rất là nhiều cho đối phương. Có bật du ngủ lên được 4 người rồi nhưng Lifestealer có rách. Vâng, Shadow bây giờ thì chạy đông sông sau, vâng xử lý đó là rất tay từ solo với và Starstorm. Và team Berserk không thể làm gì hơn, bây giờ team Berserk phải bỏ chạy với Pai của mình. Nhưng lao lên tới Ramsey, vâng team Berserk đã đủ dày về. Maxine đang quay ngược trở lại để có thể xử lý các cái mục tiêu yêu máu của đối phương. Phaethon đang di chuyển ra nên nhớ Venomancer không phải là một hero có tốc độ chạy quá cao. Dựng vành máu ngựa rất hay của solo ở một game đầu mà solo đang một mình có thể nói là khiến cho đối phương quay như trong trống. Vâng, anh ta đang liên tục có những tình huống timing skill cũng như là sử dụng những cái pha chúc kinh luồn lách cực kỳ là tổ lái ở đây rồi. Vực 8.600 network cùng với 8.200 là những gì mà hai coi hero farm chủ lực của VP có. Invoker có chống dày 3.400 tiền, item tiếp theo thì có lẽ là gậy xanh. Và trong competitive thì như chúng ta đã biết, Invoker nhiệm vụ rất là đơn giản, đánh cho đường QE để là farm nhanh nhất có thể. Sau đó thì bắt đầu mới là thỏ mặt cho combat. Anh ta sẽ hỗ trợ combat từ xa với những tình huống gọi là bắn tỉa bằng thái dương hạ sàn, ăn mạng hoặc là hỗ trợ gây đam. Vậy thôi, còn đâu anh ta sẽ farm rất là nhiều. Ít nhất cho đến lúc anh ta có gậy xanh và đạt một cái ngưỡng đấy là khoảng độ level 16-17 đó. Rồi lại bật lửa lên của Bad Rider, tóm được Nick Assassin rồi. Và Nick Assassin anh ta sẽ chết rất nhanh với burst down của Invoker. Lao vào tới từ Ice-side nhưng đằng trong thì phép biến bị cao đông. Qua phép biến tung được một cái ulti ra chụp hai người nhưng anh ta cũng phải nằm xuống. Dồn đạp tiếp vào team Berserk vẫn bốc hơi quá nhanh. Kill spree dành cho No One. Wings Gaming đang vỡ vụn đội hình, Naga thì vẫn cứ farm nhưng các thành viên còn lại thì không đủ sức để trụ lại được nữa rồi. Và bây giờ thì bắt luôn cái Naga với Relocate Shadow ơi. Sunstrike chính xác rồi, không có dù ngủ vâng cào trông có tan thương không. Vâng, đó chỉ là vài cái cào đơn giản tới Lifestealer thôi. Này thì Naga đi farm nà, vâng tôi không đỡ được rồi. Vâng, có lẽ Wings Gaming bây giờ công việc họ cần làm đó là họ phải sử dụng những cái tình huống stick lại cả 5 người, sử dụng ngủ của Naga để đánh một cái pha combat bắt lẻ hoặc là như thế nào đấy. Ít nhất họ phải chiến thắng với combat để tiếp tục kéo dài game đấu ra. Vâng, Bad Rider đang hoạt động tương đối là kinh khủng khiếp. Và đây anh ta lại blink ra rồi, nhưng mà một pha blink ra để farm mà Lasso vẫn đang cooldown. Vâng, thực ra thì đây là một cái game đấu mà ở thời điểm early bên phía team Wings làm rất tốt. Nhưng mà đến giai đoạn mid game thì trong một cái pha mà trên mất 4 mạng thì Ramsey đang trở nên xanh như tàu lá chuối này thì không đỡ được rồi. Bua set dành cho Lifestealer kết hợp cùng với đó là Echo Saber và Amleth. Rồi, bắt tiếp người của bên phía team Wings. Vâng, giết người nó thế này thì vâng không tanh mùi máu và phép biển lại tiếp tục bị dồn vào. Venom thì chạy đi đâu anh ơi. Vâng, Venom bị đá biển vào. Naga mở song ra cũng không cứu được người đồng đội mình. Và Naga bị glimpse lại, anh ta bị giữ chân. Đây là 4 thành viên của Wings, có Sunstrike, xin lỗi các bạn, đó là 4 thành viên của VP và Godlike dành cho Ramsey. Vâng, đọc nhầm một chút thì đó là 3 thành viên của Wings bỏ mạng. Vâng, thực ra thì bây giờ bên phía team Wings họ đỡ kiểu gì tôi nghĩ là không chờ được đến lên game đâu. Vâng, ngay từ ban đầu cái phương án tiếp cận game đấu của bên phía team VP họ đã là có cái chủ đích đó là chơi 4 xung quanh 1, nhưng sau đó thì họ thay đổi
lại một chút, đó là họ mang cả vác cái Invoker đánh nhau luôn thì hơi mệt. Vâng, Nick Assassin thì vẫn quyết tâm là lên cho mình cái tay vàng, mà liệu có kịp hay không. 20 phút sở hữu đã là 200 tiền của một găng tay với dây mana. Vâng, liệu bên phía Team Wing sau có chờ lấy late game hay không. Sao rồi, ông này defeat chiến thuật là cái chắc, nhưng mà đối phương này không nhìn thấy rồi. Thực ra thì cơ hội của bên phía Team Wing vẫn còn, chưa hẳn đã hết. Nhưng mà nếu như đối phương tiếp tục gây một cái sức ép quá lớn như thế này thì tôi nghĩ là bên phía Team Wing họ sẽ không thể drag game kịp. Vực Timber thì bây giờ rất là nghèo, Blaston chưa có này, vào combat trông rất giống là dẹo trong vòng vài hit. Vâng, Venom chưa bao giờ là một cái hero mạnh mẽ cả. Chúng ta nhìn thấy anh ta là còn đang lấn cấn trong cái việc là lên món đồ gì. Lúc đầu thì định lên tay vàng, nhưng sau đó nhìn thấy chết nhiều quá nên quyết định lên Foxstaff. Vâng, Maxine ở đây thì sử dụng tăng hình của mình để đi scout map. Bây giờ bên phía team VP công việc họ cần làm cũng không hẳn là phải đi combat quá nhiều. Bây giờ họ sẽ tận dụng lợi thế và ủi vào trụ với cái lượng trang bị đang là vượt trội so với đối phương. Vâng, giải này thì không biết là có bán hay không, mà tôi đánh giá trong một cái giải đấu mà có cái tiếng vang lớn như Summit, cái mức giải thưởng thì không cao, nhưng mà cái việc bán độ thì tôi nghĩ là không xảy ra. Mấy hôm trước thì có một cái tin đồn là bên phía VP này muốn nhả Ramsey. Có lẽ là tôi nghĩ là không, xin lỗi bạn, không phải là muốn nhả, là bên phía team Na'Vi thì muốn câu kéo Ramsey về đội hình của mình. Tôi nghĩ là chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Vâng, Ramsey bơi thẳng lên rồi, tường băng từ biển tung ra. Bây giờ là cái thời điểm mà bên phía team VP họ cần chơi cẩn thận hơn. Rồi Bad Rider lao và tóm được Nick Assassin. Thôi xong thì cứ tóm được Nick Assassin là đi để chắc chắn là nằm xuống. Vâng, lốc lên của chúng là Vernon. Vâng, Sunshine là chúng luôn. Glimpse được phép biển về. Combo nó rơi vào cái tầm gì đấy. Họ đang chơi một cái thứ Dota mà nó là quá tính toán và chuẩn. Vâng, FPS drop tới solo. Vâng, giết người xong pau game lại. Vâng, tao bị drop FPS, không là mày chết lâu rồi đấy. Vâng, VP đang chơi một cái thứ Dota mà tôi cảm giác như không phải của vùng CIS nữa rồi. Nó là một cái thứ Dota mà của người Trung Quốc ở thời điểm TI4. Vâng, tôi nói nhầm về cái trường hợp của Ramsey là Na'Vi muốn câu kéo Ramsey về đội hình của mình để đánh ở vị trí carry. Có lẽ là VP sẽ không nhả đâu. Mình cứ tưởng pause game lại xong rồi GG nó mới là hấp dẫn, nhưng Ramsey burst vào mở mấy khan lên, Ramsey lại khỏe nhưng chưa hề yếu luôn. Xin lỗi các bạn, không phải mấy khan mà đó chỉ là stick thôi thì phải. Stick cũng như là earn niếc các thứ, ăn xong một lên thì TP về. Đó là cái thông tin từ bên phía team Na'Vi. Còn Ramsey thì tất nhiên là có lẽ là anh ta cũng không từ bỏ một cái môi trường mà đang quá thuận lợi như này. Hơn 2.100 tiền của Ramsey, có lẽ là anh ta nên lên cho mình thêm cái Deso nữa để khuếch đại lượng sát thương. Không, anh ta quyết định sẽ là không lên Deso nữa, mà đó sẽ là một cái Basher. Thằng Naga thì cứ farm thôi, nhưng mà Naga farm này thì bao giờ anh ta có Manta và bao giờ anh ta có cho mình đó là Altering Core thì câu trả lời cũng không biết nữa. Solo ở đây thì anh ta đang đép trụ rồi. Và hình như anh ta ngửi thấy mùi Maxine ở đây. Vâng, nhưng mà có lẽ là không, sẽ không bắt được nữa khi mà TP về.
Và bây giờ thì có lẽ là VP họ sẽ tiếp tục tổ chức push vào lên bot, khi tôi đang thấy khá là nhiều người khu vực bot lên này rồi. Lên bot thì còn một cái trụ 2, ăn xong trụ 2 thì sẽ là điều kiện nếu mà họ đẩy được vào high ground ở khu vực dưới bot thì họ sẽ tạt qua mid luôn và thế là xong. Thằng Basher giải cho Nike. Tôi đang nhìn thấy rất là nhiều những cái thành viên của VP ở khu vực này. Vâng, Bad Rider thì đi qua cầu băng rồi. Anh ta bị phát hiện ra vị trí của mình, có lẽ phải ăn cái cầu băng này gấp thôi. Invoker sử dụng giày bay của mình có mặt cùng với những người đồng đội và rất là kịp lúc, phá luôn cọc Venom ở trong này. Thế được thêm ít tiền. Nào bây giờ thì có push không hay là ăn Roshan? Nếu mà ăn Roshan thì vâng, ở đây thì bắt Naga trước cơ. Naga bật song lên và TP về, nhưng tí nữa thì Naga nằm xuống. Bây giờ không có song nữa thì sao? Chúng ta cùng chờ đợi là họ sẽ ăn Roshan. Còn VP thì có lẽ là sẽ ăn Roshan, vâng chính xác rồi. No One đã đứng sẵn trong khu vực này rồi, không có song nữa. Wings tôi đố dám combat về bên phía team VP ở thời điểm hiện tại, khi mà cái lượng trang bị đang là quá chênh lệch. Network bây giờ có lẽ là cũng không nên xem Network tổng nữa, sẽ chỉ là buồn những cái đội ủng hộ, những cái bạn mà ủng hộ team Wings thôi. Mà thôi thì cứ bật lên xem tí cho nó vui. Hơn 20.000 cho bên phía team VP, XP thì khoảng độ 25.000. À, mà có lẽ bây giờ là cái thời điểm vàng để bên phía team VP họ lên high ground của đối phương. À, Naga chưa mạnh, Timbersaw thì vẫn đang yếu. Blink Dagger cho Timbersaw, con Timber mỏng như tờ giấy, 980 máu. Có lẽ không biết nói câu gì hơn ngoài hai từ ngao ngán. Venom này thì không bao giờ là một hero khỏe cả, nếu phải hứng chịu đối phương. Network của Timber. Thằng Lassler bơi nó bật form break, nối dây IO và bật overcharge lên, nó đứng tanh trụ luôn. Nó không có đơ xô nhưng là cào trụ hơi chậm mà không sao cả. Vẫn là khỏe khoắn luôn, bắt Tuska đây rồi. Thôi xong lại mất người. Cứ combat đánh 4 đánh 5 như này thì đỡ sao, đã thế lại không có dung ngủ của Naga. Nhưng bây giờ thì người chết lại là Timbersaw khi anh ta dại dột lao ra. Tuska phải nằm xuống, Lightstealer đang cản vào quá mạnh mẽ. Invoker anh ta thả skill ra nhưng mà không gây được quá nhiều sát thương vào những mục tiêu ở trong. Naga cùng với các thành viên còn lại vẫn đang di chuyển ra được BKB tới từ No One. Anh ta sẽ quay ngược trở lại để phá cọc, bắn liên tục bắn vào No One, vẫn còn cho mình rất nhiều máu như là mana. Ramzy không chết, quay ngược trở lại form break của mình, tắt bật Amlet nối dây của IO giúp cho anh ta sống sót trong pha vừa rồi. Dính chọn một cái pha gọi là ngũ độc kỳ kinh tới từ thanh niên Vernon mà không thể nào mà có thể giết được Ramzy thì bị tại lao vào rồi. Và các thành viên bên phía team Wings họ vẫn đang sợ hãi. Ramzy vẫn cứ cào rồi và Invoker combo vào bóng của Naga không sao cả. Mất kia Aegis nhưng sẽ là ăn một lên. Vâng, bắt được Naga trong này rồi, đứng trong Static Storm không đủ cái lượng chịu đựng mà anh ta buộc phải nằm xuống. Isai lao ra làm gì, này có câu snap và tới Invoker bắn rất đau. Isai sẽ phải nằm xuống và đây là càn vào tới các thành viên của VP và họ sẽ khiến cho đội hình của đối phương vỡ vụn trong pha này. Liệu có là một pha team wipe hay không? Mà không team wipe thì cũng GG, triple kill dành cho No One và đó là team wipe dành cho VP. Vâng, Wings không có một cái cửa nào để chống đỡ trong game đấu này, họ gần như chịu trận rồi. Nằm yên và tận hưởng thôi. VP họ có cho mình đó là game đấu đầu tiên với một cái lối chơi mà của chính những người Trung Quốc ở thời điểm TI4. Tôi cảm giác là như vậy sau khoảng độ gần 30 phút thôi.